2020 cùng thật nhiều cảm xúc, câu lạc bộ truyền thông cấp Sài Gòn đã hoàn thành kỳ Phone 2020 với hai hoạt động cuối cùng của năm được tổ chức hoành tráng. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, cấp Sài Gòn đã hỗ trợ tổ chức và thực hiện lễ tôn vinh kỳ Summer 2020, và đồng thời tại buổi lễ, cấp Sài Gòn đã được vinh danh là câu lạc bộ hoạt động xuất sắc của kỳ Summer. Đây cũng là lần thứ 9 liên tiếp câu lạc bộ vinh dự nhận được danh hiệu này, một lần nữa xác lập kỷ lục mới trong hoạt động câu lạc bộ tại trường, đặc biệt ngay vào chính ngày sinh nhật thứ 11 của cấp Sài Gòn. Cùng thời điểm đó, cấp Sài Gòn cùng tổ chức Operation Smile Việt Nam hỗ trợ sinh viên ngành thiết kế đồ họa Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện Smile 2020, một chiến dịch truyền thông và ngày hội cây quỹ vì nụ cười trẻ em Việt Nam. Trong suốt thời gian diễn ra, Smile 2020 đã thành công gây quỹ được tổng số tiền lên đến hơn 80 triệu đồng. Khép lại một năm 2020 với những dấu ấn khó quên, câu lạc bộ truyền thông cấp Sài Gòn đã bắt đầu học kỳ Spring 2021 bằng những hoạt động đầy nhiệt huyết và thành công. Mở đầu cho năm 2021, vào ngày 2 tháng 1, ban trình diễn Melody đã cho ra mắt MV cover Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, với mục đích lan tỏa nguồn năng lượng tích cực từ Smile đến mọi người. Đây cũng chính là sản phẩm đầu tiên của năm 2021 được thực hiện bởi Melody. Vào ngày 9, ngày 10 tháng 1 năm 2021, các thành viên cấp Sài Gòn đã có một chuyến team building kỷ niệm 11 năm thành lập câu lạc bộ tại thành phố biển Phan Rang đầy nắng và gió. Đây là dịp để các thành viên tìm hiểu và gắn bó hơn với nhau, kề vai sát cánh cùng nhau bước tiếp một năm thật bứt phá và rực rỡ. Ngày 15 tháng 1 năm 2021, số đầu tiên của định Finition được ra mắt. Đây là dự án với mục đích nhằm giải đáp và định nghĩa theo một cách thú vị hơn những khái niệm quen thuộc nhưng cũng đầy thắc mắc cho các bạn sinh viên trường F. Ngày 23 tháng 1 năm 2021, Humans of FPTU LGBT Plus được ra đời. Chuyên mục được sinh ra với mục đích kết nối, thấu hiểu, sẻ chia với những bạn thuộc cộng đồng LGBT Plus, thu hẹp khoảng cách giữa các bạn trong và ngoài cộng đồng. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, Melody ra mắt MV cover Tết Đông Đầy chào mừng Tết Nguyên Đán 2021 Xuân Tân Sửu. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2021, cấp Sài Gòn để cùng với ngành thiết kế mỹ thuật số trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành hoạt hình kỹ thuật số và phòng công tác sinh viên Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức về truyền thông cho cuộc thi F Comic Universe 2021 nhằm tìm ra hình tượng mascot song hành với cộng đồng sinh viên trường F. Love Lot quay trở lại với mùa thứ 5 bao gồm những hoạt động quen thuộc như Cupid Express, Lots of Love cùng hoạt động mới đầy thú vị mang tên 7 Days in Love, kéo dài từ 8 tháng 3 năm 2021 đến 15 tháng 3 năm 2021, với những con số ấn tượng như 1.110 vé Lots of Love tìm được chủ, 210 người đăng ký tham gia 7 Days in Love, 190 lời tâm tình được gửi bởi Cupid Express, cùng với 610 người tham gia hợp sang người yêu Love Lot. Love Lot Season 5 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 10 tháng 3 năm 2021, talk show Linh Hồn Truyện Tranh cùng diễn giả là họa sĩ Phan Vũ Linh đã được tổ chức. Buổi trò chuyện được tổ chức với mục đích đem đến cho toàn thể sinh viên, đặc biệt là các bạn ngành thiết kế mỹ thuật số, cơ hội được tiếp nhận kiến thức, kỹ năng hữu ích về thiết kế, sáng tạo nhân vật và vẽ truyện tranh. Ngày 13 tháng 3 năm 2021, kỷ niệm sinh nhật 2 tuổi của Humans of FPTU. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, câu lạc bộ đã hỗ trợ tổ chức và thực hiện lễ tôn vinh kỳ Phone 2020 và một lần nữa vinh dự được treo danh hiệu câu lạc bộ hoạt động xuất sắc của kỳ. Với lần thứ 10 liên tiếp được vinh danh, cấp Sài Gòn đã chính thức phá kỷ lục trước đó của chính mình, cũng như là giữ vững kỷ lục tại trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự thành công ở số đầu tiên, vào ngày 20 tháng 3 năm 2021, Sài Gòn Talk kỳ 2 đã nhanh chóng được tổ chức với khách mời là cặp đôi diễn giả được các bạn trẻ yêu thích và mến mộ, Tư Duy Bích-Lét. Ngày 30 tháng 3 năm 2021, buổi triển lãm 50 sản phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi F Comic Universe 2021 được diễn ra tại chiếu nghỉ lầu 1 Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng những bài dự thi xuất sắc, các bạn sinh viên còn được tự mình bình chọn ra top 3 tác phẩm được yêu thích nhất tại triển lãm.
ngày 1 tháng 4 năm 2021, chung kết cuộc thi F-Comic Universe 2021 đã được diễn ra thành công tốt đẹp với những con số đầy ấn tượng như 96 bài thi hợp lệ, 12.000 lượt bình chọn online, 656 lượt bình chọn trực tiếp tại triển lãm và 12 trường có thí sinh tham dự cuộc thi. Giải quán quân của cuộc thi đã thuộc về nhóm F nước Cam với nhân vật mascot đầy thú vị và gần gũi, có Cam F. Đặc biệt hơn, các thành viên của F nước Cam lại chính là những chiến binh áo vàng đầy tài năng và nhiệt huyết của đại gia đình gốc Sài Gòn. Về trong kỳ Spring 2021, các dự án thường xuyên như Cấp Sài Gòn Online, First Beauty Moments, Humans of FBTU cùng dự án mới như The Finition cùng kênh TikTok đã và đang tiếp tục được duy trì, phát triển, đạt được nhiều hơn nữa những thành tích cũng như là sự quan tâm đông đảo đến từ các bạn sinh viên trong và ngoài trường. Trải qua một kỳ Spring 2021 đầy năng suất, đại gia đình Cấp Sài Gòn chúng ta đã học được rất nhiều điều bổ ích, hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Dẫu đã có rất nhiều chiến binh áo vàng dường như sắp gục ngã trước những khó khăn, áp lực và trầm cảm, dẫu có những lúc nước mắt rơi trên bàn phím, mồ hôi rơi trên thảm đỏ, nhưng các bạn vẫn kiên cường khoác vai nhau tiến lên phía trước và cùng nhau đạt được những thành tựu đầy tự hào. Câu lạc bộ truyền thông Cấp Sài Gòn xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên đã luôn đồng hành trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mong rằng ở những kỳ tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỳ tích vang dội mang cái tên câu lạc bộ truyền thông Cấp Sài Gòn đi xa hơn. Kỳ Summer năm 2021 vừa qua có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ đối với câu lạc bộ truyền thông Cốc Sài Gòn. Các hoạt động trực tuyến ít nhiều sẽ mang lại những thử thách và khó khăn mới. Thế nhưng, Cốc Sài Gòn đã cố gắng tạo nên thật nhiều trải nghiệm đặc biệt với những sự kiện online vô cùng hấp dẫn. Ngày 17 tháng 5 năm 2021, màn comeback của TikTok năm 2021 là sự kiện mở đầu cho học kỳ mùa hạ với ý nghĩa mang lại những thông điệp tích cực và động viên mọi người trong mùa dịch. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 17 triệu đồng, cùng sự đồng hành của nhà tài trợ Watson Việt Nam và The World. Trải qua vòng đấu đầu tiên, cuộc thi đã nhận được 143 bài dự thi và hơn 25.000 lượt bình chọn, cùng rất nhiều sự quan tâm đến từ các bạn học sinh, sinh viên trên toàn hệ thống giáo dục FPT. Bằng những clip TikTok đầy chất lượng, vui nhộn và hài hước, ngày 26 tháng 5, kênh TikTok của Cốc Sài Gòn đã chính thức đón nhận trái ngọt với 3,5 triệu lượt xem cùng 11.000 người theo dõi. Đấu trường TikTok 2021 Quarantines liên tục tăng nhiệt độ khi bước vào vòng thi cuối cùng, vòng lan tỏa với 20 đội thi xuất sắc nhất. Với nguồn năng lượng tươi trẻ cùng sức sáng tạo không ngừng qua từng clip dự thi, cuộc thi đã tìm ra top 5 chiến thắng. Sunset Patio Show là chuỗi mini show giao lưu âm nhạc và công chiếu online, phát hành định kỳ, được tổ chức và truyền thông bởi câu lạc bộ truyền thông Cốc Sài Gòn. Mùa hạ vừa dễ chịu, vừa mang đôi chút muộn phiền, nhưng đủ để khiến con người ta chậm lại và tự hỏi lòng mình: đã bao mùa rồi bốn góc rêu phong tương tư vẫn còn vương vai nơi góc hạ. Số đầu tiên góc hạ đã lên sóng thành công vào ngày 5 tháng 6 với hơn 21.000 lượt views chỉ sau 3 ngày. Sức nóng của Sunset Patio Show chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi buổi công chiếu online mini show 37,2 độ C, show phát sóng thứ hai của chuỗi dự án, đã diễn ra một cách thành công vượt ngoài mong đợi với lượng người xem và lượt tiếp cận đầy ấn tượng. Hơn 12.000 lượt xem, 480 lượt bày tỏ cảm xúc, 350 bình luận và 70 lượt chia sẻ là những con số đáng nhớ sau một tuần kể từ số phát sóng ngày 19 tháng 6. Được chuẩn bị trong hoàn cảnh đặc biệt, trước khi có chỉ thị giãn cách toàn thành phố, Sunset Patio Show chứa đựng tâm huyết và niềm hy vọng của Cốc Sài Gòn với mong muốn kịp thời mang lại những thước hình đẹp nhất, âm thanh sống động nhất cho khán thính giả khi mùa dịch cận kề. Hai số phát sóng của Sunset Patio Show với sự góp mặt của ban trình diễn nghệ thuật Melusi, câu lạc bộ F Thăng cùng các khách mời đặc biệt đã tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng sinh viên trường F tại kỳ Summer năm 2021 với khung cảnh chân thực mà quen thuộc của Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6, các bạn sinh viên trường F đã cùng so tài tranh biện qua những màn đấu trí căng não cùng các lập luận sắc bén qua 4 vòng thi FPTU Debate Tournament, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 16 triệu đồng cùng sự tài trợ của Pastel Coffee. Từ 4 đội thi đã thật sự tạo nên một mùa debate online thật sự gây cấn và xuất sắc, thu hút hơn 20.000 lượt xem ở các vòng đấu. Trải qua các vòng thi căng thẳng, các thí sinh đã thật sự nỗ lực và chứng minh được năng lực của bản thân, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho tất cả người xem. Vượt qua các đối thủ nặng ký, với những lượt phản biện đầy tự tin, lập luận sắc bén và được các vị ban giám khảo đánh giá cao,
đội Felicity đã xuất sắc trở thành quán quân FPTU Debate Tournament mùa đầu tiên. Ngày 28 tháng 6, lễ tôn vinh kỳ Spring năm 2021 của Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra để trao những giải thưởng xứng đáng cho nỗ lực của các cốc trong học kỳ. Mong muốn mang lại những hoạt động hấp dẫn và trọn vẹn, các thành viên cốc Sài Gòn đã luôn chỉnh chu, tỉ mỉ để thực hiện một cách chuyên nghiệp nhất. Với hàng loạt các sự kiện được tổ chức cẩn thận và chu đáo, từ ý tưởng đến quá trình thực thi, câu lạc bộ truyền thông cốc Sài Gòn đã chính thức xác lập kỷ lục mới với chuỗi 11 kỳ xuất sắc liên tiếp. Ngày 5 tháng 7 năm 2021 đánh dấu cột mốc một năm thành lập ban trình diễn nghệ thuật Melusi, với mỗi thành viên là một nốt nhạc thăng trầm mang theo sắc thái riêng biệt, cùng hòa vào trong nhịp điệu chung của tuổi thanh xuân đã tạo nên bản nhạc có 102 của cốc Sài Gòn. Mở đầu tháng 8, fanpage câu lạc bộ truyền thông cốc Sài Gòn chính thức cán mốc 40.000 lượt yêu thích. Đây là thành quả đáng tự hào, xứng đáng với bao công sức mà các chiến binh áo vàng đã và đang gây dựng trong thời gian qua. Với thành công của hai kỳ trước, ngày 13 tháng 8 năm 2021, Sài Gòn Talk kỳ 3 Hãy Bình Thường Với Bất Thường tiếp tục là một trong những talk show online được săn đón nhất tại Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh học kỳ Summer năm 2021, khi đã cháy sạch vé với 400 lượt đăng ký. Sài Gòn Talk kỳ 3 xuất hiện với mong muốn được giải đáp và giúp đỡ những tâm hồn đang rối bời với những bất thường xảy ra trong cuộc sống. Đồng hành cùng chương trình là những diễn giả thú vị và được các bạn trẻ quan tâm: MC Dustin Phúc Nguyễn, MC Lưu Hà Trinh và cử nhân tâm lý là Đức Huy. Sài Gòn Talk kỳ 3 thực sự là talk show đắt giá khi mang lại những giá trị tinh thần tuyệt vời trong mùa đại dịch thông qua những lời chia sẻ đầy nhân văn với gần 500 lượt xem trực tiếp qua Google Meet và Livestream Fanpage. Tiếp đến, ngày 1 tháng 9 vừa qua, chuyên mục Flash Beauty Moment đã tạo thành công fanpage riêng để có thể dễ dàng cập nhật những album, concept chụp hình bắt mắt nhất dành cho người yêu cái đẹp, hứa hẹn sẽ mang lại màn lột xác đáng kỳ vọng. Không chỉ dừng lại ở những sự kiện riêng từ câu lạc bộ, trong kỳ Summer vừa qua, cốc Sài Gòn đã thực hiện 27 bài viết hỗ trợ truyền thông cho các dự án trong và ngoài trường. Với nội dung đa dạng, cùng cách tiếp cận đầy ấn tượng, kết thúc kỳ Summer năm 2021, fanpage câu lạc bộ truyền thông cốc Sài Gòn đã thu hút hơn 70.000 lượt theo dõi, trở thành câu lạc bộ có lượng followers đông đảo nhất Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các dự án thường xuyên như cốc Sài Gòn Online, Định Finition, TikTok, Humans of FPTU, Flash Beauty Moment vẫn tiếp tục phát triển và cho ra những sản phẩm chất lượng, tiếp cận được nhiều hơn sự quan tâm từ sinh viên trong và ngoài trường. Dù có phải trải qua những khó khăn và thử thách khi hoạt động online trong mùa Covid, nhưng những thành viên câu lạc bộ truyền thông cốc Sài Gòn vẫn nỗ lực hết mình để tạo nên những sân chơi giải trí, những sự kiện ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên. Kỳ Summer năm 2021 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn và cột mốc khó quên dành cho cốc Sài Gòn. Những kết quả đáng tự hào này là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ đến từ các thành viên trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng trong những học kỳ sau, câu lạc bộ truyền thông cốc Sài Gòn vẫn sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và luôn là một trong những câu lạc bộ đi đầu trong mảng hoạt động phong trào tại Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh.